Vâng, Michael Audio xin mến chào tất cả các bác yêu âm thanh. Các bác nhớ đăng ký kênh và like chia sẻ giúp em để em sẽ có động lực hơn để làm những cái video hữu ích cũng như là các sản phẩm mới mà em sẽ đăng tải nhiều hơn. Ok, và video này thì rất là nhiều bác yêu cầu cũng như là những cái comment ở trên Zalo, YouTube hoặc là trên Facebook về cái vấn đề là rú rít của những bộ karaoke. Thì hôm nay thì em sẽ sử dụng những chiếc lọc để xử lý những cái phần rú rít và hướng dẫn các bác làm sao mà cắt rú rít tốt nhất. Các bác có thể đưa những cái chiếc mic vào sát vào loa nó cũng không rú rít, nhưng mà với cái vấn đề là sát vào loa không rú rít thì cái tính mic nó sẽ rất là nặng, các bác hát sẽ rất là khó. Và hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác để cách để cắt cái rú rít với những chiếc lọc có những cái giải nháy như thế này. Đây các bác nhìn đây ạ, với dòng Pro 3231 FA. Giờ em sẽ thử cho các bác nhá. Ok, giờ để trước khi em thử vào cái cắt trong rú rít thì em sẽ alo cho các bác xem cái giải nháy nó còn chạy không. Lên 1 2 2 2 2 2 2 2. Đó, các bác nghe không ạ? Các bác nhìn không ạ? Có nghĩa là những cái giải nháy thì tiếp tục chạy bình thường nhá. Giờ này em sẽ giơ cái chiếc mic này vào gần chiếc loa. Đấy, chiếc loa chép kèn để cho cái độ bắt mic tốt nhất, để em sẽ cắt những cái giải mà nó rú rít để cho các bác cùng xem nhá. Đây em sẽ bật mic này. Đây em giơ nghiêng một chút thôi đã có hiện tượng rồi này. Để em xem nó ở mức nào nhé các bác nhé. Đó, các bác nhìn xem, nhìn qua ống kính thì các bác sẽ nhìn thấy là những cái số mà ở 5K và 6K3 thì là cái độ chét sẽ lên nhiều nhất. Đấy, cái độ zip nó sẽ nhiều nhất là 8K. 5K này, 6K3 này, 5K này, 6K3. Em sẽ để ở mức 50 và tiếp tục giơ chiếc mic vào gần một chút nữa để cho nó zip lên xem nó ở cái thông số nào. Có nhìn không ạ? Đó, lại tiếp tục. Có nghĩa là cái giải 8K này cũng theo này, 8K này, 8K này. Đấy, 8K và 5K và 6K3, 8K là cái giải là zip ác nhất. Để em đi thử tiếp nha. Đấy, khi như thế này thì nó đã giảm mất được đến tầm 60% rồi các bác nhé. Như thế này thì các bác thoải mái hát rồi này. Đây em giơ thẳng, lúc nãy giơ như thế này là không được. Như hiện tượng là các bác chỉ giảm 3 cái giải tần, 3 cái giải tần là 5K, 6K3 và 8K thôi là rất là ok rồi. Đấy các bác nhìn ạ. Em thử mới nha. Lên 1 2 6 7 8 9. Em sẽ để cái chiếc mic sát vào loa và đập vào cái màn của loa xem nó cái độ zip của nó ở đoạn nào các bác nhá. Rồi em sẽ trước khi em cho cái mic vào gần loa như vậy thì em sẽ giảm 3 cái giải tần này cho nó kịch xuống này. Đấy, em sẽ để nó mức ở khoảng 20%, 4 giải này, em sẽ cho 4 giải nha các bác nhé. 4 giải thì cho tầm khoảng 20%. Đấy, tầm 20% và em sẽ giơ chiếc mic cực kỳ là gần xem nó sẽ rú rít như thế nào. Đây các bác nhé. Lên 1 1 1 2. Ok. Đây các bác nhé, đây. Sẽ đang có hiện tượng nhiều. Vẫn còn hiện tượng các bác nhé. Vẫn còn hiện tượng, có nghĩa là khi những cái giải mà 5K, 6K và 8K3 đến 10K3 mà ở mức 20% thì vẫn có hiện tượng. Em sẽ cho nó kịch kim này. Đấy, rất là nhiều bác nói là em muốn, các bác muốn là có nghĩa là khi sử dụng mà các bác dí sát vào loa không rú rít. Đây, các bác dí sát vào loa nhá. Ok, để em sẽ cho 4 cái giải này xuống này. Đây ạ. Đây, em có màn của loa nhá. Đây, các bác nhìn thấy không ạ? Các bác có nhìn thấy không ạ? Không có hiện tượng các bác nhá. Em đập hẳn vào màng của loa này. Nhưng mà với cái điều kiện mà các bác muốn mà đập thẳng vào màng loa như vậy thì cái nó không rú rít, thì cái giải, những cái giải chép và một chút lời nó sẽ giảm cực kỳ là sâu, gọi là hết rồi, cho nên là nó sẽ không có cái hiện tượng rú rít. Nhưng mà các bác như thế các bác sẽ không hát được. Rất là nhiều bác lầm tưởng là tôi muốn mua một chiếc vang phải đập cái mic vào loa mà nó không rú rít. Không bao giờ có cái hiện tượng đó các bác nhá. Có nghĩa là nếu mà có thì các bác không thể hát được. Lên 1 1 1 2 1 1 1 2. Đó, như thế thì các bác không thấy cái giải chép rồi. Giải chép nó không còn rồi. Đây em sẽ cho một chút cái giải chép, ba cái giải cuối là 12,5K này vậy, 16 20K này lên xem nó có rú rít không. Rất là ok, không rú rít các bác nhá. Có nghĩa là ở đây nó chỉ có ba giải 5K, 6K, 8K và 10K là cái giải rú rít. Đấy, khi mà các bác sử dụng những cái chiếc lọc mà nó có cái giải nháy rất là cực kỳ là lợi cho các bác, là khi các bác hát những cái bộ dàn lớn như kiểu là đám cưới sự kiện gì đó thì khi các bác cho lên zip ở đâu mình sẽ hạ gần đó,
JIT ở đâu mình hạ cần đó, có nghĩa là mình sẽ hạ những cái cần mà cảm thấy nó ok nhất, vừa nhất, chứ không phải là giảm như thế này. Đấy, giảm như thế này là sai các bác nhé. Các bác chỉ giảm tầm khoảng 50% thôi, là các bác hát khoảng tầm 2m. Hoặc nếu một loa to tầm 2m là ok, còn những loa nhỏ phòng gia đình các bác chỉ giảm tầm khoảng 30% thôi là các bác hát rất là ngon rồi. Đấy, là không rú rít, rất là nhẹ nhàng rồi. Chứ không nhất thiết phải là các bác hạ kịch như thế này. Đấy, các bác đã hiểu là khi các bác cho những cái cần này mà kịch xuống thì không thể hát được, nó quá nặng nề luôn. Rất là nhiều bác sai lầm là tôi muốn mua một chiếc vang là cái giải tần, khi tôi hát tôi phải đập đập cái mic vào loa nó không rú rít thì tôi mới mua. Đấy, thực ra đấy các bác nhìn không ạ? Giảm hết cần xuống thì con còn hát gì nữa. Anh chỉ tìm lại em. Thật sự là quá nặng luôn các bạn, không thể hát được. Đây em sẽ tăng lên nhá, tăng lên 50% này, 50% này em sẽ hát thử này. Lên 6, 7, 8, 9, 10. 50% là quá ok các bạn, 50%. Hoặc lên một chút 60% nữa là rất là ok. Ở đây nó có cái mức 0 này, 0 nó ở mức 50% này, các bác có thể tăng lên một chút nữa tầm khoảng cộng 5 thì cũng được. Là cái timing rất là nhẹ, hát rất là hay. Và tiếp theo đó là các bác cắt chống hú của những cái lọc xì mà nó có giải nháy cực kỳ là tốt. Nếu chiều nay không có anh, anh sẽ đưa em về trời sắp đổ mưa ngâu. Đôi ta tình tàn vỡ, hay nói một lời có lẽ em sợ anh. Đây, ở mức này đã không rú rít rồi thì các bác thoải mái chưa ạ? Đó, thoải mái chưa ạ? Nếu mà càng rít nữa thì các bác giảm xuống thôi. Theo cái căn phòng nhà bác, các bác căn phòng nhỏ thì các bác có thể giảm sâu một chút, căn phòng lớn thì các bác có thể tăng nhẹ lên một chút để nó hát nó sẽ có bay tiếng hơn. 1 1 2. Đó, ví dụ như các bác nào mà cài với những cái dòng vang số nhá thì các bác cần những cái dải này. Cái dải nó rít các bác giảm xuống, những cái dải nào mà nó không rít thì các bác có thể tăng lên, nó sẽ nhẹ mic hơn. Những cái dải đằng sau này là dải xì các bác nhá. Dải xì hơi khi các bác nói tiếng mic nó sẽ xì. Đấy, cái tiếng giọng xì của các bác sẽ hiện lên được. Vâng, nếu mà các bác nào thấy video này hay, hữu ích thì các bác có thể like cũng như là chia sẻ giúp Michael Audio và đăng ký kênh. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.